thì mình buồn quá, mình không có gì làm, tại vì ở trong nhà mình đã rửa dọn xong sạch sẽ hết rồi. Thì mình ngủ ông xã mình đi chơi, mà mình lái xe đi chơi thì nó an toàn hơn, nên mình ngủ ông xã với con mình đi đọt cô lô rai nà chơi. Gia đình mình ở nhà cả tuần nay buồn quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi chơi, mà mình đi thăm ông anh của mình, mà mình dùng một cách tốt nhất, mình nghĩ, theo mình nghĩ là mình không có dùng, mình không có đi máy bay mà mình dùng xe riêng của mình. Tại vì mình bây giờ mình lên máy bay ra phi trường cũng ngại các bạn, tại vì người ta không lây mình, mà nhiều khi mình bị rồi mình bị lây người ta là sao, đâu biết được. Bây giờ cái bệnh này không ai biết ai. Bây giờ mình dùng cái cách là mình lái xe mình đi riêng cho gia đình mình, nhưng mà mình qua bên nhà ông anh cũng không thấy ngại các bạn ơi, tại vì mình đã hỏi trước. Bây giờ gia đình thì gia đình, nhưng mà mình tới thì mình cũng phải hỏi người ta trước, người ta có chấp nhận cho mình qua hay không, chứ không phải là tới kỹ gì. Nhưng mà cái mùa bệnh này là như vậy các bạn. Rồi ông anh nói ok xuống chơi, thì mình thấy buồn quá, giờ mình không có làm gì, mà mấy ngày qua hai vợ chồng mình cũng ở nhà là dọn nhà đồ sạch sẽ các bạn, chùi lau rồi dọn dẹp rồi sạch sẽ, tại vì ở nhà không biết làm gì. Bây giờ qua mấy ngày vừa qua thì mình làm những công việc mình đã xong hết rồi, giờ mình quyết định là đi chơi, là mình dùng cái cách này. Chứ bây giờ vé máy bay nó cũng rẻ lắm các bạn, nếu mà các bạn đi vé máy bay bây giờ khoảng chừng 70-80 đồng là đi về luôn các bạn. Là chỗ ông anh mình ở là ở North Carolina nè. Bây giờ mình với vợ mình với con mình sẽ đi nộp tới là chơi, rồi mình đi tới đâu thì mình quay cho các bạn coi xem để đỡ buồn, rồi biết thêm chỗ này chỗ kia chút xíu. Rồi mình xuống dưới có thể là mình quay thêm chút xíu cho các bạn coi ở nộp tới là nó có gì. Rồi bây giờ các bạn coi nè, ở ngoài đường phố nó không có vắng đâu nha. Mình tưởng là mình ở nhà mấy ngày nay là mình tưởng là nó vắng, nhưng mà bây giờ mình ra đường là phải nói là đông luôn. Đâu em quay lên cho các bạn coi lại. Nhưng mà đa số là xe truck là nhiều các bạn, tại vì chuyển hàng, đưa hàng là mấy cái dịch vụ của xe truck bây giờ là nó phải nói là chạy ngày chạy đêm luôn để phục vụ cho bà con, có thức ăn, có những cái vật dụng trong thường ngày á, là công ty xe truck. Và phải nói là ra xa lộ là gặp xe truck các bạn. Xe truck nối đuôi nhau mà chạy đông, nãy giờ mình đi khoảng 10 phút mà mình chạy qua biết bao nhiêu xe, mà xe truck là đa số các bạn. Mình còn đang ở trong cái mình chỉ mới ra cái khu Chicago này, chưa ra khỏi Chicago lâu. Mình lái đây xuống nộp coi nào, khoảng 13 tiếng các bạn, nhưng mà tính cái đường của điện thoại nha, chứ mình chưa có nghỉ ngơi. Nếu mình nghỉ ngơi rồi bả kéo thêm dài nữa thôi, mình nghỉ ít hay là ngắn thôi, nhiều hay là ngắn thôi. Bây giờ trên đường mình chạy tới qua Iowa hả? Chắc không, đi India nè. India nè, mình sẽ đi hướng India nè. Rồi mình chạy bây giờ thì mình dừng tại đây, chừng nào tới India nè rồi bắt đầu mình quay tiếp từng tiểu bang cho các bạn xem. Bây giờ là mình chạy về hướng Nam các bạn. Bây giờ mình đã chạy tới khoảng 1 tiếng 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình ra khỏi thành phố của Chicago, và bây giờ mình ra khỏi thành phố Chicago là một cái cánh đồng trống. Bây giờ ở Mỹ này là đất nó rộng lắm các bạn. Các bạn ra khỏi thành phố thì nó cũng giống như Việt Nam mình thôi, thì nó cũng là quê. Rồi mà đồng ở Mỹ này nó lớn, mà nó rộng lớn dữ lắm các bạn ơi, bạc ngàn luôn, chứ không phải là nó nhỏ đâu. Các bạn thấy vòng vòng đây là không có một cái nhà, cái cây gì hết á, nhưng mà nó là mà thường thường là nó trồng bắp với trồng đậu nành đó các bạn. Đó các bạn thấy không, một cánh đồng nó nhìn là bao la bát ngát luôn, chứ không phải là nó nhỏ. Bởi vì cái farm của Mỹ này nó lớn dữ lắm. Nói những người mà nói cho ở Mỹ mà trồng farm, làm farm một cái là
là bạc ngàn luôn, chứ không phải là tính công đâu các bạn. Ra đây thì xe nó hơi vắng một chút, tại vì nhưng mà các bạn thấy không, xe tắc không? Bên đường đi ngược lại thành phố á, xe tắc nó sẽ vô. Là những cái xe tắc này là chở hàng quá để phục vụ cho bà con, những người dân bình thường đó. Đó, các bạn thấy là xe thơ, xe chở hàng đông lạnh rồi vật dụng để xài đó, là nó liên tục chở về mấy cái vùng quê ta đem vô, là đa số là những cái hãng người ta nằm ở vùng xa xa các bạn. Tại vì nằm ở ngoài xa thì tiền thế nó cũng rẻ, tiền mướn chỗ mặt bằng cũng rẻ, nên mấy cái hãng lớn nó sẽ nằm ở ngoài vùng ngoại ô chứ không có nằm gần thành phố. Nhưng mà theo cái mùa này thì xe truck nữa nó chở hàng cũng nhiều hơn nữa, nên phương tiện đi lại thì mình thấy xe thì không có nhiều, nhưng mà xe truck á rất là đông. Mà chạy càng về thôn quê này á thì xe thì nó vắng lại. Đó, bây giờ là cái mùa này chuẩn bị vô mùa xuân các bạn. Mà các bạn thấy không, những cái cây đó là những cái cây nó không có chết đâu, mà nó vừa rụng lá qua cái mùa đông, bây giờ nó sẽ mùa xuân. Bây giờ các bạn thấy nó màu đỏ, nó đổ màu đỏ đỏ rồi đó, là nó đang, cái đó là cái nụ các bạn, cái nụ nó đang mọc lên và nó đâm chồi, nó sẽ có lá trong 2 tuần tới, là nhờ các bạn nhìn thấy nó xanh xanh liền. Thấy vậy đó, thấy không có lá gì chứ mà xây qua xây lại khoảng 2 tuần mấy là bắt đầu là xanh rờn hết á, chứ nhanh lắm. Mà mùa này thì nhìn thấy nó hơi buồn một chút, tại vì cây không có lá, mới hết mùa đông sang mùa xuân thôi. Các bạn thông cảm nha, tại vì đang chạy xe nói cái giọng nói chắc nó không có nghe rõ, cũng thông cảm cho mình, cố gắng nghe. Trên đường đến Indiana Nepalis mà mình chạy ngang cái farm này nè, là mấy cái cây mà quạt gió này nè, để người ta làm điện cho cái thành phố ở đây. Vậy cho hai bên đường luôn, bạc ngàn luôn, kiếm không có nổi đâu, cả ngàn cây hai bên đường, bên trái bên phải đều có hết đó. Thấy không, mấy bên này có hết nè. Vậy cho các bạn coi, phải biết người ta ở ngoài farm dùng xa dùng sâu là người ta dùng cái này nè. Ở đây đếm là hàng bao nhiêu ngàn cây, chứ không phải là một cây đâu các bạn. Nhiều lắm, nguyên một cái nông trại ở đây vòng vòng đây nè, có đầy luôn á. Dạ, bên đây nữa nè, bên kia có 3.000 cây đó luôn. Mà cái cây này phát điện là điện cho hết cái thành phố thì xài luôn hay sao á. Hai bên hết á, bên trái bên phải đều có. Nhà nó lớn kìa em, lớn khủng khiếp chứ không phải nhỏ nha. Còn lớn. Mình nhìn xa mình thấy cây nó nhỏ nhỏ thôi, chứ cây đó nó lớn lắm. Trời, nghe nó lớn khủng khiếp. Để hồi mình chạy gần tới đó, quay cái cây nào mà nó gần nhất á, cho các bạn xem cái nó cao, nó lớn cỡ nào. Mà nhiều lắm. Bao nhiêu ngàn cây á? Nhìn thẳng nhiều lắm. Bây giờ là 5 giờ chiều các bạn, mà còn nắng trời chưa xuống. Hôm nay bên tiểu bang của mình cũng ấm lắm, 60 độ. Không có lạnh như thường ngày. Bữa nay hình như là ấm nhất trong tuần á. Cánh đồng lớn khủng khiếp không? Nãy giờ mình qua là chạy ngoài đồng không á nha. Này là chạy ngoài đồng không, ngoài pha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhiều cái cây á, xếp cái hàng, một cái hàng thẳng. Các bạn thấy toàn là xe tắc không? Bên lề của mình, bên cái ngược lề của mình lại không, lúc nào cũng là xe truck các bạn. Cái công ở Mỹ này dùng cái công ty xe truck rất là nhiều, rồi xe lửa nữa, vận chuyển khắp nước Mỹ dùng xe truck là nhiều á. Nãy giờ mình chạy qua mấy cánh đồng mà thấy khủng khiếp, bằng mấy cái cây đó vẫn chưa bao giờ chưa hết luôn, dài lắm. Mà tốc độ mình đang chạy bây giờ là 80 mai là khoảng 120 km rồi các bạn. Nên các bạn thấy nó đường bên đây thấy nó chạy chậm không? Tại vì nó dắt xe mình thấy nó chậm, chứ bên Việt Nam mà tốc độ cái này là mình chạy dắt mình là mình thấy né không nổi, xe nó đông quá.
cái cây quạt gió này đó. Đó, mình đang chạy là 130 km, 81 mã. Bạn thấy nguyên cái hàng từ bên đây chạy thẳng qua bên phía bên tay trái á, là sắp theo hàng mà chia ra thành một cái đường tròn vòng 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 nhiều lắm, mà hai bên luôn. Tại phía sau. Phải giờ chạy biết bao nhiêu ngàn cây đúng không á? Bây giờ mình đã vô tới thành phố Indiana, Naples rồi đó cả nhà. Đi khoảng đúng 3 tiếng đồng hồ từ Chicago chạy tới đây là 3 tiếng. Đây là thành phố của Indiana. Đây là downtown của Indiana, Naples. Của mình 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ là bên đây 7 giờ, bên mình là 6 giờ. Mà 7 giờ là chuẩn bị vô mùa xuân và mùa hè là bên đây còn nắng nha các bạn. Chứ nếu mà mùa đông thì mùa này là đã sụp tối rồi. Bây giờ bên đây 7 giờ còn nắng, nó kéo dài cho tới thì nó mới tối dần dần trở lại. Khoảng 2 tuần trước ha, mình đổi múi giờ, phải không? Nhớ tới lâu rồi. Ở đây giờ quên nhà anh muốn như mình không đi làm mấy 1-2 tuần nay là như quên ngày quên giờ luôn bạn ơi. Ở trong nhà biết. Dòng
mình ghé thì cũng không có xa, nhưng mà cái mùa dịch bệnh này mình không có tiện. Đó là cái câu chuyện là anh bạn của mình là đi vượt biên hồi đó, mà qua đây giờ nghe nói ảnh cũng thành công ngon lành, cũng bực cho ảnh. Mà cái anh này hồi xưa anh học giỏi lắm, mà đi viện mồ côi qua đây là vậy là quá thành công rồi. Giờ mẹ ảnh rồi hai đứa em gái của ảnh cũng qua đây luôn, và ảnh quá hay, cũng khen cái anh này. Rồi mình bây giờ mà tiếp tục đi các bạn ơi, giờ tới đâu mình mà cái nào hay cái nào đẹp thì mình quay lên cho các bạn coi. Mình mới rời khỏi Chi Ngô là 3 tiếng 12 phút tới Indiana Naples. Bây giờ chỉ là một cái số lẻ thôi các bạn, còn 10 tiếng nữa mình mới tới, nhưng mà thấm thấm chiều trôi. Đó, Honey có muốn nói gì với các bạn không? Mình nói đi, chia sẻ cho các bạn nghe. Trên đường này thì đi tới mà ở đây anh chạy tới đâu? Tiểu bang Indiana, Indiana xong rồi mình đi qua tới tiểu bang nào cũng chạy qua tiểu bang này, mình đi Kentucky. Kentucky. Đi tới đó mình tới đó, đó rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Đây là thành phố Indiana Naples. Xong rồi mình sẽ đi tới Kentucky. Ok, một chút mình gặp lại các bạn. Giờ mình lái được 4 tiếng rồi các bạn. Giờ mình tới cái chỗ đi tiểu. Để mình quay cái cảnh đi cái chỗ đi tiểu cho các bạn coi là ở Mỹ mình lái xe trên dọc đường xa lộ nó như thế nào ha. Ok, bây giờ mình coi. Đó, bây giờ và các bạn thấy không? Cái chỗ mà không ai canh gác giữ gì đây nha. Mình muốn vô đó, bên này là bên nữ nè. Rồi nam đi bên đây. Ok, bây giờ có nhạc mình xin tạm dừng ở đây các bạn. Hai vợ chồng mình mới vừa tới cái chỗ nghỉ để mà tiểu rồi xả hơi chút xíu. Rồi mình sẽ đi tìm các bạn, bây giờ mình lấy đồ ra mình ăn. Cái gì cho nó đỡ đói để mình lái qua đêm. Bây giờ là 7 giờ rưỡi đêm rồi. Chiều rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hai vợ chồng mình sẽ ăn rồi mình sẽ lái xuyên đêm tối đêm nay các bạn. Xin hẹn gặp các bạn vào những cái video kế tiếp theo cuộc hành trang của hai vợ chồng mình đi qua tiểu bang kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye các bạn. Bye bye.